Đến với giai điệu AC. Cái bài tập này chúng ta sẽ sử dụng phần hông rất là nhiều. Anh cần mọi người khi mà chúng ta xoay hông như thế này thì khuỵu gầu đầu gối xuống, di chuyển phần hông. Được chưa ạ? Nào, chúng ta sẽ tập với tay và hông. 2, 3, nhịp chậm. Lên chậm. Và sau đó là nhịp nhanh. Nhanh, nhanh. Lên, nhanh, nhanh. Và xuống, nhanh, nhanh. Dừng. Ok. Lặp lại một lần nữa giùm em nào. 2, 3, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, nhanh, 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 xoay, nhanh, nhanh, xoay, nhanh, nhanh và dừng. Động tác cuối cùng, nhấc gót chân lên, tạ, 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 được chưa? Nhấc gót chân và vẽ hông xoay vòng tròn giùm em. Rồi, và bây giờ, thêm một động tác nữa, chúng ta sẽ làm quen với giai điệu nhảy samba. Chúng ta sẽ thả lỏng cái chân của mình ra và di chuyển chân thật là nhanh giùm em. Được chưa ạ? Rồi sau đó chúng ta có động tác hai nhịp xuống, hai nhịp lên, đưa tay cao và xoay vòng tròn. Được chưa ạ? Thế thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập của mình. Nhảy qua bên trái, bên phải. Một lần nữa nào. Bốn. Hey, say. A dança da mãozinha, que no final vai dar uma gotadinha. Dance, a dança da mãozinha, que no final vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro.